Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì hiện tại mình đã quay trở lại cái căn nhà hoang mà có tin đồn là có ma đó các bạn. Đây là ở ngoài đường phía trước nhà của người ta nha. Trước nhà căn nhà hoang này, đây là cái bờ rào căn nhà hoang. Ở đây có cái coi gì rất là to, rất là rộng. Đây mình còn không biết cái coi gì nữa, nhưng mà mình thấy nó có rất là nhiều trái các bạn, rất là nhiều trái, nhưng mà không biết cái trái này có ăn được không. Chua chua các bạn, cái vỏ nó chua chua, cái hột nó rất là cứng, có vẻ cũng ngon đó các bạn. Không biết cái coi gì chua chua các bạn ơi, không biết cái coi gì. Bạn nào biết cái coi gì thì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Chua chua rất là ngon các bạn. Để mình mình hái một trái nữa đi. Nó cái này nó non, nó chua chua. Cái to này thì chắc là chua. Để mình hái cái to ăn chua các bạn. Cái hột của nó à, chờ các bạn thấy nha, chua chua không biết cái gì, giò nó chua chua ngon lắm, rất là rậm rạp các bạn. Đây là chuối nha các bạn, cà dừa rất là to, cái vườn của họ này, bên ngoài mình nhìn này, thấy không? Có vẻ như là ở đây có rất là nhiều cái gì đó tâm linh các bạn, ngay ở ngoài cửa ngõ mà đã có rồi các bạn. Mình thấy có một số cái gì đó nó bay trắng trắng, không biết các bạn có nhận ra không. Cái dừa này rất là ghê ha, cái dừa thôi mà cũng có cái hình thù kỳ lạ không. Cái gì vết gì giống cái vết máu của cái dừa vậy không. Dừa đâu thể nào có vết máu được, cái vết gì mà giống cái vết máu khô các bạn. Cây dừa nó to thế này thì mình nghĩ không có cái con gì ăn được đâu mà nó ra cái mủ. Thì mình à, đáng lẽ ra là mình đã làm cái clip diệt con ma cà rồng rồi. Thì hôm trước mình đã đăng một cái video về con ma cà rồng mà nó cắn con chó ở ngoài nghĩa địa các bạn. Thì thực ra là nó có cái vết cắn, hai cái vết cắn, hai cái vết cắn ngay cổ nha các bạn. Nhưng mà bởi vì YouTube nó không có cho mình quay cái vết thương mà có máu me, cho nên mình không có dám quay cận cảnh cho các bạn xem được. Thì một số các bạn là comment sao không quay cái không có quay cái vết thương, thì các bạn cũng thông cảm nha. Thì mình sẽ tiêu diệt con ma cà rồng đó, nhưng mà thực ra thì bữa giờ mình vẫn đang luyện cái trận pháp, cho nên nó là vẫn chưa thành thục, cho nên mình chưa thể nào mà đi ra đó để mà tiêu diệt cái con ma cà rồng được. Bởi vì ma cà rồng là nó rất là mạnh, mình phải thực sự là nhuần nhuyễn cái rèn luyện, nhuần nhuyễn cái pháp trận đó thì mới có thể tiêu diệt được nó, để không có để lại cái sơ suất gì mà gây ra hậu quả về sau, cũng như là nguy hiểm cho mình trong cái lúc thực hiện cái nghi thức. Thực ra thì hơn 2 tháng nay, nói chung là khoảng gần 3 tháng rồi, mình đăng rất là ít video. Kể từ sau cái clip là mình bị con linh miêu quỷ miêu ấy, ở trong cái căn nhà hoang mà có hai ông bà cụ ấy, thì nó tấn công, thì mình về mình đã đổ bệnh và mình
ra video, ít ra video khám phá hơn trong khoảng gần 3 tháng rồi. Thì thực ra cũng có lý do để mình giải thích cho các bạn xem hiểu luôn, là trong 3 tháng nay á, là mình tâm sư học đạo các bạn, mình phải học thêm một số cái kỹ thuật và tăng cường thêm một số cái nguyên khí để mà đối phó và với ma quỷ. Bởi vì đi khám phá về đêm như thế này, làm cái nghề này thì phải đam mê, chứ không đam mê thì không có làm được. Thực ra thì từ nhỏ mình đã có căn cơ rồi các bạn, chứ không phải là đến bây giờ mình mới đi học. Mình có căn cơ từ nhỏ, cho nên đó là mình mới đi làm khám phá, trải nghiệm về những căn nhà hoang, những cái nơi địa điểm ma nổi tiếng, và có những nơi rất là ghê gớm, ma quỷ rất là ghê gớm. Nếu mình không có căn cơ thì mình đã bỏ mạng những cái nơi có căn nhà hoang mà các bạn đã xem video rồi, bị ám, bị nó hại rồi, chứ không phải là đơn giản. Thời gian 3 tháng gần đây thì mình lên núi các bạn, mình luyện thêm một số cái nguyên khí, để nó luyện thêm một số cái pháp thuật, cũng như là tăng cường thêm cái nguyên khí, bổ sung thêm cái căn cơ của mình, để mà phòng ngừa cho mình, cũng như là có thể là trừ gian diệt ác, có thể là trừ những con ma quỷ ác nó hại chúng sinh, làm những điều tốt đẹp. Mong rằng các bạn thời gian qua chờ đợi video thì hãy thông cảm cho mình nha. Mình nghe có cái tiếng chim cú kêu các bạn. Mình nghe có tiếng động các bạn. Đồng thời hình như là mình nghe cái tiếng chim cú nó kêu luôn các bạn. Các bạn có nghe tiếng chim cú kêu không? Comment cho mình biết nha. Ồ, giống giống có người đứng ở kia vậy không? Các bạn thấy không? Mình lại vào đó nha. Cái gốc dừa các bạn, gốc dừa chứ không phải là ai đứng đó các bạn ơi. Thì mình đi vô nhà nha. Thực ra thì mình đến mình khám phá mấy cái căn nhà hoang này thì mình đã vi phạm cái lãnh thổ của người ta rồi, cho nên mình không thể nào mà sử dụng pháp thuật được nha. Trừ trường hợp nào cấp bách lắm thì mình mới sử dụng thôi. Bởi vì mình đến đây á, thì khám phá thì mình đã có lỗi rồi các bạn. Nói mà là sao mà nói rung với các bạn. Khi nào mình sử dụng cái trận pháp nó thuần thục ấy thì mình sẽ tiêu diệt cái con ma cà rồng đó nha. Bởi vì cái con ma cà rồng đó thì rất là nguy hiểm, không thể nào mà làm ẩu tả được. Khi nào mình phải chắc chắn mình thắng nó thì mình mới làm nha. Thì lúc đó mình tung clip lên nha. Thì các bạn chờ đợi lâu thì mong các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Ôi dồi, ở đây nhìn vô kêu. Các bạn nhìn lên tường kìa. Giống hình người đứng quá các bạn, rất là ghê. Các bạn thấy không? Cái nhà này rất là nhiều âm khí các bạn ơi. Đây là cái khu vườn người ta phía trước ha. Thì mình vô thì đầu tiên mình phải khám phá cái khu vườn về đêm trước, để mà mình biết đường có cái gì thì mình nắm được cái địa điểm ở đây, nắm được cái địa hình ở đây để mà mình
mà mình tẩu thoát nha. Đây là cái giếng này các bạn. Cái giếng này nó có cái gì sáng sáng vậy không? Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái gì chỗ cái giếng nó có gì sáng sáng không? Rất là kỳ lạ các bạn. Mình lại chỗ cái giếng nha. Con nhện nhện các bạn ơi, chỉ con là nhện nhện thôi mà nó làm mình hết hồn. Cặp mắt nó sáng trưng như quỷ luôn á. Thú thực với quý vị và các bạn chứ, hiện tại mình đang đứng trong sân của cái nhà này, ở gần ngay cái giếng. Thường là ở những nơi có cái giếng là nó rất là ghê gớm. Và ban đêm thì mình thấy cái gì mình cũng bường tượng ra mà mình mong rằng các bạn like, comment và chia sẻ video để ủng hộ mình lấy tinh thần nha. Bây giờ mình sẽ dạo lên phía trên của khu vườn đây. Nhà này thì thời xưa cho nên người ta làm cái sân bằng gạch này các bạn. Hồi xưa chưa có xi măng, người ta làm bằng gạch, gạch ta lại gọi là gạch ba tràng. Mình nhớ hồi xưa nhà mình cũng không có tiền làm xi măng, cũng làm cái gạch này các bạn. Mình review cho các bạn xem sơ cái khu vườn của nhà này nha. Bởi vì cái khu vườn này cũng ghê gớm lắm các bạn. Khu vườn này cũng có nhiều điều khá thú vị đấy. Tối đen như mực, các bạn thấy không? Mặc dù máy quay mình có đèn, nhưng mà phải hỗ trợ thêm cái đèn pin chứ không là không thấy được các bạn. Ngay cái chách nhà này nó có cái coi đồng đình các bạn. Coi đồng đình thường nó mọc ngoài nghĩa địa hay nó ngoài gò. Nhưng đây là ngay cái chách nhà. Đây là cái cửa sổ này các bạn thấy không? Ngay cái chách nhà mà có coi đồng đình rồi coi ngái. Ở đây còn có cái coi cái bàn mọc nữa các bạn. Rất là ghê. Có đồng đình nó mọc này các bạn thấy không? Wow! Sao lại có đồng đình nó mọc trong nhà nhiều dữ vậy? Sao nhân nhà nhiều dữ không? Ghê quá các bạn. Ở đây cũng có cái coi này nè các bạn. Cái coi này nãy ở ngoài cổng mình hái trái mình ăn á. Coi này rất là to các bạn. Sau này rất rậm rạp, rất là nhiều coi đồng đình luôn các bạn. Hôm nay có coi dừa nữa các bạn. Coi dừa này không có trái nha các bạn. Mình đến những nơi này mình rất là sợ. Lúc nãy mình quên đội mũ bảo hiểm. Ở đây có rất là nhiều dừa mà quên đội mũ bảo hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên khi mình đến gần cái coi dừa này mình phải coi thử trên nó có trái dừa không. Chứ không là ma nó xô trái dừa rớt xuống, là ở trên nó đạp trái dừa rớt xuống là lỗ đầu các bạn. Phía nhau căn nhà này rất là rậm rạp các bạn. Bên trong là toàn là coi đồng đình luôn. Thì đó là cái vách nhà các bạn thấy không? Cái vách nhà trắng trắng đó. Nhưng mà coi đồng đình mọc không các bạn? Nguyên một hàng luôn. Khu vườn luôn coi đồng đình không các bạn. Đây là cái bờ rào. Đây là bụi tre các bạn. Đây cũng là một cái bụi đồng đình nữa nè. Bạn thấy cái bụi đồng đình không? Một cái gốc mọc lên rất là nhiều cây ha. Đó, đây là trái non nó nè. Cái đồng đình này cái trái nó rất là ngứa nha các bạn. Nếu mà lấy cái non của nó mà họ vô tình mình cánh anh là nó dính lên người, mũ nó là ngứa gớm lắm. Ở đây có bụi tre ghê quá các bạn. Đồng đình nó mọc vô trong bụi tre luôn nè. Cái gì rột rột vậy không?
cái gì bột ruột vậy ông? Mình mới nghe hình như là cái rỗng các bạn. Mình lấy tay mình nghe xem ở chỗ nào nó có âm thanh. Các bạn nghe không? Mình nghe hình như là ở phía trong này. Để mình chuyển ra camera trước. Mình đi vô đó cho các bạn xem nha. Ủa đây có cái gì giống cái... cái voi mà giống cái voi quá vậy. Trong trong giống rắn quá vậy. Rất là rậm rạp các bạn. Mình đi ra khỏi đây. Mình nghe ở trong nhà nó có cái âm thanh. Mình nghe ở trong nhà nó có âm thanh các bạn. Đó, cái đùng nữa các bạn nghe không? Cái đùng là cái hù là ở phía đây nha. Phía bờ rào này nha. Trong nhà là nghe cái cổng. Đó, các bạn nghe không? Đó. Cái gì sụp sẹt đùng đùng ở đây ta? Rất là ghê các bạn ơi. Mình nghe ở trong nhà này là rõ nhất này. Lốm cổm cái gì đằng này. Mình mở cái cửa ra mình rung. Có cái gì không các bạn? Rất là hồi hộp. Mình đút cái camera vô trước nha. Mình đút cái mặt vô nó hù ra một cái là xỉu luôn. Xôi kỹ thôi. Cái kia là cái son các bạn nha. Cái son nấu ăn á. Cái này là cái son nữa. Nhưng mà cái dưới này thì son nhỏ này chắc là cái son không mắm. Rất là khó thấy các bạn ơi. Đi tiếng động mà sao không có cái gì ta. Rõ ràng mình nghe tiếng động mà ta. Thôi mình đi vô trong nhà khám phá thử có gì nha. Dù đang rung nhưng mà cũng phải cố gắng. Các bạn hãy ủng hộ mình nha. Bây giờ mình đi vô trong nhà nha các bạn. Vô khám phá coi ở trong nhà rốt cuộc có cái gì mà nó kêu lổng cổng ha. Cũng hơi rung đó các bạn. Cái nhà này rất là u ám, rất là đáng sợ. Kia là cái giếng nha các bạn. Các bạn coi nè. Cái chỗ này giống người không? Giống quỷ không? Ghê không? Ở đây nữa nè các bạn. Các bạn thấy giống không? Sao mà khuôn nhà này ghê quá vậy?
mình xem lại mở được cái cửa này không. Cột rất là chắc các bạn ơi. Chắc phải mở cửa đó đi vô. Rồi vô đây có cái gì không? Có cái gì luôn đó không các bạn? Tối quá, khó thấy quá. Cái gì đen đen ghê quá vậy? Các bạn thấy cái gì đen đen không? Cái cửa này là hôm bữa mình về mình thắng cái viên gạch lại nha các bạn. Bây giờ mình mở cửa này ra mà sao mình rung quá các bạn. Thò tay mở nó cũng rất là sợ. Mình hấp viên gạch ra nha. Xem nó có chì ra không? Gỡ cửa ra mà nó chụp cái tay mình một cái giống như bữa nữa là rất là rung luôn á, rụng tim luôn á. Mình mất không? Mình chạy giật mình la lên nó chó sủa. Mình hết hồn á các bạn ơi. Tự nhiên mình mở cửa ra cái nó dập lại các bạn. Giống như là nó đang không cho mình vô nhà đấy. Cái nhà này rất là ghê gớm các bạn. Mình lấy bình tĩnh một lát mà mình mới quăng cái vô được các bạn.